Chào mừng cô chú anh chị em mình đã quay trở lại với kênh bếp nhà Mai Ngọc. Hôm nay cuối tuần xin mời cô chú anh chị em mình cùng vào bếp làm với em món ngon từ ếch đồng nha. Chắc hẳn là cô chú anh chị em mình đã ăn ếch nhồi nhiều rồi, nhưng nhồi theo cách này thì ăn nó sẽ thơm ngon hơn nè. Xin mời cô chú anh chị em mình cùng vào bếp với em nha. Ở thành thị mà kiếm được ếch đồng đã khó rồi, kiếm được con ếch đồng to thì lại càng khó hơn. Ở đây thì em mua được vài con ếch nè, nó không có được to lắm nhưng mà nó rất là chắc thịt luôn nha. Em có thêm vài nhánh nghệ xà cừ, vài tép xả. Ếch đồng thì nó rất là mạnh luôn nên là khi mà em mua thì em nhờ cái chú bán ếch xử lý nó xong rồi cắt thêm cái phần da ở trên nữa để về mình lột cho nó dễ. Phần ếch đồng thì cái da của nó rất là ngon cho nên là mình sẽ trụng ra để mà lấy được cái nhớt ở trên da của nó ra để mình lấy cái phần da mình ăn luôn nha. Khi trụng thì mình cũng lưu ý là nước cũng đừng có sôi quá thì cái da của nó sẽ dễ bị tróc. Mình trụng sơ ngang cái mình sẽ lấy ra để thôi là để lâu nó chín thịt luôn á. Cái con ếch đồng so với con ếch nuôi thì ếch đồng cái bụng của nó không có to. Mà cái bao tử của con ếch đồng thì nó rất là dai và nó rất là dày. Rồi trụng sơ ngang cái mình sẽ lấy dao mình cạo cái phần nhớt ở bên ngoài cái lớp da của nó nè. Cạo xong rồi thì mình sẽ cho vô một nhúm muối hạt mình bóp cho nó sạch nhớt nè. Thêm cái nữa là nó sẽ bớt đi cái mùi tanh của cái con ếch này nha. Rồi mình rửa lại cho thiệt là nhiều nước cho nó sạch luôn. Lúc này thì mình sẽ lột cái da nó ra luôn nha. Thay vì mình xào nè hay là mình kho gì đó thì có thể để cái phần vỏ này mình ăn luôn. Còn bây giờ mình làm ếch nhồi thì các chị em mình thử làm theo cách của em đi nha. Khi mà nhồi ra ăn cái ruột ở bên trong nó rất là ngon. Ở ngoài chợ thì em thấy cái chú bán ếch lột rất là dễ luôn. Nhưng mà khi em làm em tự lột như thế này nè, cảm thấy nó rất là khó, nó rất là sát vô. Mình rất là khó lột luôn nhưng mà lột cũng được. Do là em mua từ nãy giờ cũng hơn tiếng đồng hồ rồi nên là cái ếch của mình á nó hay bị đỏ đỏ cái phần trên thịt của nó nè, do là nó bị ứ máu á chứ không phải là do ếch nó chết đâu nha. Khi em mua là ếch nó còn sống luôn, còn nhảy luôn á. Rồi em kêu chú cắt đầu giùm em, rồi cắt luôn cái phần da trên lưng á để về mình dễ lột. Rồi cái phần ruột á thì mình không có xẻ cái bụng của con ếch ra mà mình sẽ moi ra như thế này nè để giữ cái phần bụng của nó cho nó nguyên vẹn, lát nữa mình nhồi vô cho nó dễ. Cái phần ruột của nó hay dính vào cái đít của nó nha, cho nên là mình lấy kỹ chút xíu, mình lật ra phía sau mình lấy cái đít của nó ra luôn nha. Sau khi lột vỏ, rửa sạch và để ráo thì mình có được những con ếch trắng tươi như thế này đây nè. Giờ mình sẽ cắt cái phần tay chân của nó để riêng ra nha. Cắt lên cao cao đi, tại vì cái phần này nếu như mình để mình nướng thì lát nữa nó cũng sẽ teo lại à, nó không có còn ngon nữa. Nhưng mà khi mà mình lấy ra như thế này nè, rồi mình dồn ngược lại vô trong bụng của nó thì nó sẽ ngon hơn. Sau khi cắt xong rồi thì mình được mớ tay chân với lại mớ da như thế này nè. Những con ếch thì mình nhớ để chút đầu xuống như thế này nè để cho nó dễ gáo nước nha.
củ nghệ á, thì mình sẽ gọt sạch vỏ, rồi mình sẽ đập dập ra như thế này, rồi bầm mịn ra ha. Sả thì mình lấy máy tép mình đập cái phần đầu của nó nè, rồi mình sẽ bầm nhuyễn ra luôn. Cái lá này thì từ đầu em không có nói, đây là lá gừng nha các chị. Nó sẽ cho ra một cái hương vị của cái món ăn của mình, nó sẽ lạ hơn rất là nhiều nè. Nếu như mình không có lá gừng thì mình có thể sử dụng lá chanh, lá chuốt, hoặc nếu không có thì mình bỏ qua luôn cũng được ha. Lá thì mình sẽ sắc nhuyễn ra như thế này. Xong hết rồi thì bây giờ mình đi luyện cơ tay nha. Tay chân của ếch á, với lại cái phần da mình sẽ đem đi bầm nhuyễn. Nhưng mà bầm cái này nó rất là mỏi tay luôn nha mọi người ơi. Bầm rất là lâu luôn, tại vì cái xương của con ếch á, nó giòn. Nhưng mà để khi mà mình dồn vô trong cái bụng của con ếch á, mình làm ra cái món ăn nó ngon hơn, thì mình phải bầm cho nó thiệt là nhuyễn nha. Chứ không thôi đó là cái xương của nó cứ dướng dướng, nó rất là khó ăn luôn. Bầm có bao nhiêu đây á, mà em bầm gần nửa tiếng á mấy chị. Bầm rất là lâu luôn á. Cho nên là khi mà mình dồn vô á, thì cái con ếch của mình ăn rất là ngon. Cái da của nó thì bầm nó không có đứt nhiều, nó không có nhuyễn rồi. Nhưng mà nó sẽ trộn lẫn vô đây nè. Lát nữa mình làm xong ăn nó sực sực ngon lắm luôn. Bầm xong rồi thì mình sẽ cho gato. Các nguyên liệu mình có ở đây nè, củ nghệ nè, rồi sả nè, rồi một ít tỏi băm nè, với lại lá gừng. Mình sẽ cho mọi thứ vô một ít ha. Lá gừng thì mình sẽ cho hết vô trong cái phần nhân này luôn nè. Còn nghệ, sả với tỏi mình sẽ chừa lại một ít để lát nữa mình sẽ ướp cái phần thịt ếch. Gia vị thì mình sẽ cho vô đây là hạt nêm, bột ngọt, ăn ít thôi nha. Tiêu xay nè, cho nhiều nhiều vô cho thơm. Một ít đường, một ít dầu ăn, một ít nước mắm ngon. Rồi mình sẽ trộn đều lên để cho nó thấm gia vị nha. Nhớ là trộn cho nó thiệt là đều. Rồi mình sẽ để đây tầm khoảng 30 phút cho nó ngấm gia vị nha. Cái phần ếch ở bên ngoài á, thì mình còn một ít nghệ với lại tỏi, sả nè. Rồi mình sẽ cho vô đây một ít gia vị nữa để mình ướp nha. Đặc biệt cái phần thịt ếch này á, thì là không thể thiếu cái gia vị, đó là dầu hào. Rồi mình cũng trộn thiệt là đều lên, rồi cứ để yên đó cho nó thấm gia vị nha. Rồi ướp gia vị xong rồi, giờ mình sẽ để yên đây cho nó thấm. Mình sẽ đi đốt cái bếp than lên nè. Sau 20 phút á, thì phần ếch của mình nó cũng đã thấm gia vị rồi. Rồi bây giờ mình sẽ dồn cái phần ếch bằm này vô cái bụng của con ếch nha. Nhớ là dồn chặt tay nha. Cái phần ếch bằm nè, mình phải dồn vô cho hết trong cái phần bụng của 5 con ếch này. Sau khi mà mình dồn xong rồi á, thì mình chuẩn bị một vài cái que như thế này. Đây là những cái đũa mà mình ăn một lần á mấy chị. Thì mình sử dụng như thế này tại vì ở thành thị mà. Còn ở quê á, thì mình có thể sử dụng những cái que làm từ trúc nè, từ tre nè. Mình chẻ nẹp ra, mình cột vô như thế này nè mọi người. Rồi mình chuẩn bị dây chì để mà mình cột lại nha. Cột lại hai đầu thì nó mới giữ được cái con ếch ở trong cái hai cái que này. Nếu như mà mình có tre hoặc chút á, thì khi mà mình chẻ ra ở phía dưới này nè, mình chẻ ngang cái mắt á, mình chẻ tới cái mắt thôi thì ở phía dưới này mình không cần phải cột. Với lại á, khi mà mình nướng bằng nẹp tre, cái con ếch của mình nó cũng thơm ngon hơn nữa mấy chị. Khi mà cột á, thì mình cũng đừng có cột sát tay quá nha. Cột ép chặt quá thì cái bụng của con ếch nó chịu không có nổi đâu. Thank you.
Và đây em đã cột được 5 con ếch như thế này rồi nè. Giờ mình sẽ đi chuẩn bị nướng nha. Làm cái món này thì ngon nhất vẫn là nướng trên than chính như thế này nha mọi người. Than này thì người ta gọi là than hoa, tức là mình đốt lên cho nó cháy hết rồi thì nó sẽ còn cái phần than đỏ như thế này nè. Và nhớ là mình nướng với cái độ nóng vừa vừa thôi nha, để cho ếch của mình chín từ từ. Nướng được một hồi thì ếch của mình nó bắt đầu lên màu đẹp rồi nè. Nhớ là mình phải canh lửa, để lửa thiệt là nhỏ thôi nha, đừng có để lửa áp quá. Tại vì cái phần thịt mà mình dồn vô trong này nó chặt rồi, mình nướng lửa lớn quá thì nó sẽ không có chín được cái phần ở bên trong nha mấy chị. Rồi bây giờ mình chuẩn bị cho em một ít mật ong, mình sẽ quét lên trên những cái con ếch này nè. Khi mà mình cảm thấy là ếch nó đã chín rồi thì mình hãy quét lên nha. Tại vì mật ong nè, mình nướng thêm nữa thì nó rất là dễ bị khét luôn. Mình chỉ nướng sơ sơ để cho nó thấm mật ong vào trong con ếch nó sẽ ngon hơn thôi. Chứ mà mình nướng để lâu nó rất là dễ bị cháy khét ha. Quét đều hết hai mặt rồi mình nướng sơ lại cái nữa thôi nha. Rồi tiếp tục là mình sẽ có một ít sa tế tôm. Ở đây nếu như nhà mình không ăn cay được hoặc là các bé ăn thì mình bỏ qua cái bước này luôn nha. Sau khi mà quét mật ong mình nướng được một chút xíu thì những con ếch của mình nó cũng đã ngon lắm rồi. Rồi bây giờ mình sẽ gỡ mấy cái nẹp này ra, mình quét sa tế lên rồi mình nướng thêm chút xíu nữa cho nó thơm. Tại sao phải gỡ những cái thanh nẹp ra? Tại vì khi mà mình nẹp như thế này nè, những cái chỗ mà nó dính cái nẹp á thì nó không có thấm đều cái gia vị, cho nên là mình gỡ ra mình hãy quét lên nha. Lúc này thì cũng không cần phải nướng lâu đâu, mình quét đều hai mặt xong rồi mình trở qua trở lại cho nó thấm, nó thơm hơn nữa là được rồi ha. Và đây, ếch của mình đã nướng xong rồi đây nha. Chấm với nước chấm thần thánh luôn nè mọi người ơi. Cái nước chấm này thì em có chia sẻ trong một cái clip ở phía trước rồi á. Chị em mình có thể tham khảo lại nha. Nước chấm hải sản đó mọi người. Thì cái món nước chấm này, mình chấm hải sản, chấm gà luộc hay chấm đồ nướng gì cũng ngon hết trơn á. Mình làm sẵn, mình để trong tủ đi. Khi nào ăn thì mình lấy ra ăn, để được rất là lâu luôn á. Rồi bây giờ mời mọi người cùng thưởng thức với em nha. Món này làm theo cái cách của em thì rất là lạ miệng, rất là ngon luôn. Cái ruột ở bên trong mình ăn nó giòn, nó sật sật ngon lắm luôn nha mấy chị. Cảm ơn cô chú anh chị em mình đã dành thời gian xem video của em nha. Nếu thấy video hữu ích á, cho em xin một lượt đăng ký kênh với nha. Chia sẻ kênh nè, thích kênh nè, để em có thêm nhiều động lực ra thêm nhiều video hơn nữa nha. Cảm ơn cô chú anh chị em mình rất là nhiều. Em luôn sẵn sàng và lắng nghe những ý kiến đóng góp của cô chú anh chị em gần xa để những cái món ăn của mình ngày một ngon hơn, hoàn thiện hơn. Cho nên là cô chú anh chị em mình khi xem video á, có gì cần nhắc nhở em thì cũng đừng ngại nha. Em luôn sẵn sàng lắng nghe ý kiến của cô chú anh chị em mình nè.